Chị em nào nha đang bị khô sần nè, lão hóa nè, và thậm chí là bị những cái hạt li ti và thâm nám bắt đầu khởi dậy á, thì các chị em mình cứ vô đây rinh liền em mặt nạ siêu nhân này về xài cho em nha. Các chị nhìn da em nè, đó nhìn da em là biết rồi đúng không nè. Rất là nhiều người, trời ơi, ta nói giọng dí dữ lắm, rất là nhiều người gặp em nói ủa sao da Kim Anh đẹp quá, mỡn quá. Thật sự ra Kim Anh cũng có bí quyết vậy. Thứ nhất là ăn uống nè, thứ hai nữa là mình phải có những cái sản phẩm tốt cho cái làn da của mình, để cái da của mình lúc nào cũng căng mọng và lúc nào nó cũng trắng hồng hết nha. Trời ơi, cho nên là mấy chị á hả, cứ tới cái là rờ xin vía hoài luôn đó. À, xin chào chị Hoàng Châu. Dạ, mặt nạ gì vậy chị? À, đó giờ em không đắp mặt nạ thì có xài được không? Trời quá được luôn chứ sao không chị Châu ơi. Đắp một thời gian xong á là trời ơi, tao nói xịn sò đẳng cấp 5 sao luôn. Da mặt nè ha, là nó đẹp lên thấy rõ luôn. Em mặt nạ này á khác với mặt nạ thông thường ở chỗ á, là em ấy chứa thành phần là từ nhụy hoa nghệ tây nha cả nhà nha. Còn được rất là nhiều người gọi em ấy là thần dược được công nhận của thế kỷ. Trời ơi, cái câu đó mới là câu đỉnh nha cả nhà nha.